Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là cái bữa thứ hai mà Sang với nhóc Dảnh sinh tồn ở ngoài đồng cỏ 4 ngày ngoài đây. Thì ngày đầu tiên trôi qua với hai anh em Sang á, thì khá là thuận lợi luôn mọi người. Sang với nhóc Dảnh thì kiếm được nước uống nè, kiếm được thức ăn ngoài đây nè. Và hai anh em thì có làm được một cái căn chòi khá là kiên cố luôn. Ngủ trong đây thì nó thoải mái và là không lo gì hết ha. Thì hôm nay là cái bữa thứ hai nên sáng hôm nay thì Sang dậy sớm để đi kiếm một ít rau, một ít củi để mà về nấu một cái bữa ăn sáng để cho hai anh em ăn. Sau và trưa nay thì Sang với mọi người mình sẽ cùng nhau đi khắp cái đồng cỏ chỗ này để khám phá xem là ở trên đồng cỏ này có gì. Ngày hôm qua thì trời mưa từ chiều đến sáng ngày hôm nay thì vừa mới tạnh mưa nha mọi người. Nhưng mà căn chòi của Sang sau một đêm mưa kéo dài á thì vẫn trụ vững nha. Không có giọt nước nào mà nó nhiễu vào trong chòi hết cả. Tại vì cái phần mái này nè, Sang làm nó rất là kín luôn. Mọi người cũng có thể thấy là không có một cái lỗ hở nào luôn ha. Mưa thì nó nhiễu xuống đây, sau rồi nó bắt đầu chảy xuống cái phần mái dưới đây và nó chảy dọc xuống đây luôn, chứ nó không có nhiễu vào phía trong chòi của Sang. Còn phía bên trong chòi thì vẫn khô ráo. Tối qua thì hai anh em Sang ngủ đây thì vẫn ấm hả Danh? Buổi chiều thì có gió nó thổi vào, nhưng buổi tối thì ngoài đồng cỏ này nó không còn gió nữa. Hai anh em ngủ đây rất thoải mái luôn, không cần phải đắp cái miếng bạc kia luôn, vẫn ngủ được. Với lại tối Sang tranh thủ là kéo được đem một ít lá này trải xuống phía dưới để mà cho hai anh em nằm trên lá với lại trên cái miếng này á thì nó không bị đau lưng. Còn sáng hôm nay thì Sang vừa hái được một ít rau, với lại là cái phần cá tối qua Sang với nhóc Dảnh chặt được á, bỏ vô trong nồi để mà nấu một cái nồi canh chua để mà hai anh em ăn sáng á. Dảnh cầm xô nha, Sang cầm dao. Nãy thì Sang với nhóc Dảnh vừa mới ăn cơm xong, giờ hai anh em lại tiếp tục là sẽ đi phòng vòng cái khu đồng cỏ ở chỗ này để xem là kiếm xem có hố nước hay không á. Sang với nhóc Dảnh sẽ đi tát hố nước để mà bắt một ít cá về làm cái bữa ăn của ngày hôm nay. Giờ thì đi nha. Hôm nay nắng dữ vậy. Rồi có hai anh em Sang thì tận tích tích phía trong kia kìa. Ở chỗ này thì sẽ cho mọi người xem này, là ở giữa cái đồng cỏ nha. Xung quanh đây á, bốn bề đều là cỏ cả và mình cũng không nhìn thấy được cái điểm cuối nó ở đâu. Chỗ này thì nó rộng bao la luôn. Thì trên đây thì sẽ không có bất cứ một căn nhà nào hoặc là con dê con bò gì ra ngoài đây hết cả. Tại vì chỗ này khá là xa mọi người, đa phần thì người ta sẽ thả dê thả bò mút mút trong kia thôi. Còn ngoài đây thì rất là yên tĩnh, chỉ có một số người ra đây chăn lưới này kia vào mùa nước lên á. Tại vì ở đây thì có hai mùa, một là mùa nắng, hai là mùa nước lên. Mùa nước lên thì nước nó sẽ ngập lên tận tích bên đây nè, chỗ này sẽ trở thành những cái biển nước nha. Ở đây thì nhóc Dảnh lụm được một cái tay lưới có xài được không? Lưới này không phải là lưới cá nha mọi người. Lưới này đây nè, lưới này là lưới chim, lưới của bảy mấy con chim á. Nhưng mà tận dụng là mình đi giăng lưới cá cũng được. Ở kia cũng có kìa. Người ta giăng xong người ta bỏ. Nãy giờ Sang với nhóc Dảnh đi một vòng cái đồng cỏ mọi người, thì hai anh em kiếm được ở đây một cái hố nước. Cái hố này cũng không to lắm, nên giờ thì sao Dảnh? Hai anh em mình tát cạn cái hố nước này luôn nha. Được một cái hố nước này mọi người, thì nó đã có một cái đường mương sẵn ngang đây nè. Và bên đây thì có một cái hố nước nữa. Nên giờ thì Sang với nhóc Dảnh chỉ công việc là lấy sình đắp lên thêm một xíu ở trên đây. Xong rồi mình tát nước từ cái hố nước này ha, qua cái hố nước bên đây. Khi nào mà cái hố nước này nó cạn á thì mình chỉ có việc là mình tìm mình bắt thôi. Giờ Dảnh vừa mới sửa xong lại cái đập của mình rồi nha mọi người. Bây giờ thì tranh thủ từ giờ tới chiều Sang với nhóc Dảnh sẽ tát cạn cái hố nước này và bắt cá dưới đây để mà ăn nha. Rồi Dảnh tát cái xô đầu tiên đi, rồi anh đặt xuống rồi anh tát thôi. Đó, giờ mình cứ việc là tát từ bên đây qua cái hố nước cạn bên đây. Khi nào mà bên đây cạn thì bắt cá.
chưa? À, tát từ sáng tới giờ chắc cần 4 tiếng đồng hồ mọi người. Thì Sang cuối cùng đã tát cạn cái hố nước này luôn. Tại vì bây giờ đang là mùa mưa á, nên nước mạch nó ra rất là nhiều mọi người thấy không? Nên vừa mới tát xong, bây giờ hai anh em Sang phải tranh thủ mình bắt liền luôn ha. Rồi bắt đi Dảnh ơi. À, giờ thì Sang với Nhóc Dảnh sẽ sang xuống đây bắt qua đây trước đi Dảnh ơi. Bắt lên đó hả? Hai bắt ngoài đây nha. À, mọi người xem cá đây này. Cái hang này thật sự mà nói rất là nhiều cá luôn. Đây, có cả con cá lóc to nằm ngay chỗ kia nữa kìa. Giờ bắt trong hang trước đi ha. Mồi trong hang trước rồi mình bắt ở đây sao? Được không? Cái bóng hả? To không? Rồi, bỏ xuống. Bắt bỏ xuống. Một con đầu tiên. Cá nhiều lắm. Bắt hết cái hố này là Sang với Nhóc Dảnh là đủ ăn mấy ngày luôn. Mấy ngày ngoài đồng luôn. Đây này, con này con cá chốt nha. Ở đây thì nhiều lắm. Mình bắt nó thì bắt cẩn thận. Ra đây bắt với anh đi Dảnh. Nhiều quá mà, bắt đầy xô thôi. Dảnh ơi, bắt con cá lóc bự đi. Ngồi nó chui dưới sình. Hang hố này được một con cá lóc bự nha. Cá chốt thì khỏi nói luôn, cứ lụm thôi. Nhưng mà con này thì mọi người bắt mọi người cẩn thận nha, nó đâm á. Đâm nhất lắm. Mất hả? Đây. Đây. Mà cẩn thận cá chốt nha. Cá chốt nhiều quá. Sao bắt cá chốt trước. Để ủng hộ mấy anh em mò cá lóc xong. Nhìn cái chốt này. Khỏe chưa? Bắt cá chốt trước đi. Thôi bắt cá chốt trước đi. Lát cá lóc mình bắt xong. Nhiều quá. Sang cứ bắt hớt đi thế. Cá này là mình bắt một ngày mình đủ ăn mấy ngày luôn ha. Sang với Nhóc Dảnh thì ở ngoài đây sinh tồn dự định là sẽ ở mấy ngày lận. Hôm nay mới ngày thứ hai thôi. Nhưng mà tát được cái dũng này thì có lẽ là cá sẽ đủ ăn đến đến ngày về luôn. Tại vì nó nhiều quá mọi người thấy không? Cứ bỏ tay xuống vớt nhẹ nhàng thôi. Lát mình mò cá kê cá lóc xong. Giờ cứ bắt cái chốt trước đi. Chốt nhiều quá. Đâu? Ui cá chèn. Ừ, con này ngon lắm. Buông lên. Đây nào mọi người, Nhóc Dảnh nó bắt được con cá chèn nha. Vớt cái chốt. Nhóc Dảnh thì nó cũng không đội nón, Sang cũng vậy thôi. Tại vì sình lầy này mà đội nón vô thì không thấy đường mà bắt luôn. Quá trời luôn. Cứ dớp đi, ngồi ấy ấy sình sao. Nè cá chèn nữa này. Bắt một bữa đủ ăn mấy bữa luôn. Ui cá chèn. Nhìn bắt con cá lóc đi. Phố này thì có con cá lóc nha mọi người. Còn khỏe lắm. Ui. Lên tới trên bờ luôn. Qua vô đây luôn. Còn khá to đó. Giờ hai anh em Sang phải vớt hết cá chốt trước rồi mới dám mò cá lóc. Cá lóc có chơi ở đây thì cũng có nhiều á, nhưng mà cá chốt nhiều quá. Chỉ sợ là đang bắt nó đâm mình. Đâu? Ô. Có cá chạch luôn. Vô luôn. Cá chê vô xô luôn. Do mùa này là mùa mưa á mọi người, nên Sang với Nhóc Dảnh vừa mới tát thôi. Thì mọi người xem nước ngầm nó chảy ngược ra nè. Nên hai anh em phải tranh thủ mò cho thật nhanh nha. Chứ không hồ nước lại đầy lại nè. Bắt luôn. Cá thì có nhiều đây nè. Không có to. To nhỏ thì bắt hết. Cái nào nấu ăn tối nay thì ăn. Còn nhiêu bao nhiêu làm khô hả Dảnh? Hoặc là sấy khô gì đó. Cái lâu kiến nhỏ luôn nè. Chụp vô luôn. Để hồi đây nó cũng chết. Giờ thì hai anh em tiếp tục là mò dưới sình. Xem có cá dưới sình đi. Đâu? Rồi. Con nãy nhảy ra cơ. Đúng không? Ui con trong nồi này nhảy ra. Con đó nãy. Cùng con. Hai con hả? Hai con luôn. Từ hai con cá lóc rồi mọi người. Ui ngon. Anh cứ tưởng là con kia nhảy ra. Xin gì mà hổ nổi đầu hết à. Cái kia. Bỏ xô luôn. Nãy nước mình tát là nó nằm trên đây phải không? Sang với Nhóc Dảnh tát cũng khá nhiều nước mọi người. Mực nước phía bên đầu lên tới đây nè. Rõ vô lắm. Sao chạy được nữa. Con. Ba con rồi. Ui hàng nhiều. Ủa đây này Dảnh ơi. Thấy không?
học nó hang luôn rồi. Hang chung à? Để anh phụ cho. Được không? Anh đang con nữa nè. Ui, hai ba con luôn vậy anh ơi. Vô, vô, vô. Đây, đây, bắt con, bắt con kia đi. Nhiều lắm. Cái gì? Thôi, thôi, thôi. Thôi, 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 thôi. Ê, vô hánh rồi. Trúng ổ rồi. Bên đây nữa nè. Trung hang hả? Dạ, anh Thọc bên đó, anh Thọc bên đây nha. Ui, nè. Một con nữa. Ui, văn hết ma điện thoại rồi. Mấy con rồi ta? Ui, tránh đi. Nhiều quá. Còn nữa hả? Nhiều dữ hả? Ui, còn nè. Không móc được chứ. Rồi. Ui, con này bự ghê. Con trúng ổ luôn mọi người. Hết rồi. Thôi còn vậy ơi. Còn con cái chê. Thôi thôi đi. Tay anh kéo tay rồi. Về bên đây nè. Bên đây nè. Nó về bên đây nè. Hang nó về ngược cái nữa. Đúng chưa? Cái chê hai con lương gì đó. Hang về đây nè. Có cái hang nhỏ về đây nè. Đó đó đó. Nó qua đây rồi. Đây này. Nó bắt được con nữa nè. Ui, nhóc dạy nó bắt được cái chê to nữa mọi người. Đã. Nó bắt được cái lóc. Bỏ vô rồi. Vô bánh luôn. Ôi, đã thật. Có một, có hai cái hang thông. Rồi đi đi. Rồi. Còn con nữa, con nữa, con nữa. Ừ. Có hai cái hang nó thông qua thông lại mọi người. Mà sao mới nhóc dạy bắt ở đây chắc chục con rồi. Ôi, kẹt cái chân anh rồi. Sướng thật. Cái chơi cái lóc gom hết về đây mà. Ui, còn con nữa. Nó qua cưng rồi. Còn cái lóc nữa. Nè, anh đụng được cái đầu nó nè. Cái rô, cái rô, cái rô. Hết. Đó, trên đây còn hang này. Ui, có hai cái hang thôi. Vô mánh luôn. Hang không phải. Có hai cái à. Ui, nấp đầy luôn. Cái gì? Ui. Bự không? Đây quá trời luôn nè. Cái rô bự bự luôn à. Được chưa? Ui, cá lóc. Bỏ xô luôn. Cái rô nhiều lắm vậy ơi. Tan nhỏ, tan bự quá không bắt được. Nè, ở đây nè. Đó, nó thật thật á. Thế này, ôi, nó chạy mẹ rồi. Nè, con cá gì nè. Cái gì? Được chưa? Hả? Tôi xin nó thay lỡ rồi. Không đụng được cái tay em bự quá, không có thật cho được. Hai con, hai con. Hai con luôn hả? Đâu, bỏ vô. Đây nè, đây nè. Rô. Xịn quá. Đây nè, đựng con cái rô đi. Được chưa? Đâu, cho anh coi này. Bỏ cái rô vô xô cho anh. Hay. Nhất giờ nó bắt trong một cái hang được hang cái bóng mọi người. Nhìn đẹp lắm. Còn nữa hả? Ôi, nó ra, nó ra, nó ra. Cái lóc. Úi, trời. Ôi, đây, đây, đây. Làm sao chạy được. Có còn nữa không nha? Nằm mỗi chỗ này không ha? Cứ có hang nào nằm mỗi hang đó. Còn nữa hả? Rồi. Rồi, bỏ xô luôn. À, mọi người xem mấy con cá chốt cá chê nó đưa râu lên. Ở trên đây nhiều lắm luôn nha. Chắc là sang tác gần một nửa bay lên trên đây này. Còn một nửa thì nó nằm ở dưới đây. Thì hai anh em sang bắt được bao nhiêu đây ha. Do nhấp dảnh nó mò, nó bị con cá chốt nó đập vào chân.
nên đau quá. Hai anh em thì cũng bao nhiêu đây mọi người xem này, chắc khoảng tầm 4 đến 5 cái cá lóc, cá trê, cá rô, cá chốt này kia thì dư sức hai anh em ăn trong 2 ngày rồi phải không vậy anh? Nên hai anh em không có bắt nữa. Mà bây giờ xả nước cho con cá nào còn sót lại nó sống rồi chuẩn bị mình đi về ha. Rồi dẫn khui đập đi. Con cá dưới nó sống. Rồi, vậy là xong. Đi, bây giờ chồng. Có khi mình khui như vậy là mình bắt được cá trên đây luôn á. Đúng không? Cá đây nhiều quá trời luôn nè mọi người. Nó bơi. Đây là xong, quay cho mọi người xem. Mà mọi người thấy nó bơi không? Cái này là mình tát nó từ dưới kia lên á. Nó bơi đặc luôn mà. Trên đây muốn bắt được luôn nè. Thôi giờ trời vậy nè. Giờ đi kiếm cái hố nước và tắm rửa nha. Hai anh em tắm rửa xong rồi bằng cá luôn. Nãy giờ Sang với nhóc Dảnh bắt cá cũng đủ ăn rồi nha mọi người. Nên hai anh em bơi ra chỗ này cho nhóc Dảnh tắm. Thì em phát hiện ở đây có một cái bụi bông súng, có mấy bông nên năm bông hái đi. Hai anh em hái một ít bông súng á để nấu canh chua bông súng như vậy. Thì hái bông súng thì cứ tọt hái xuống bức tầng rễ nó luôn. Ủa anh bức chúng cái gì vậy? Không phải của nó. Không phải của nó. Cái này. Ừ đúng rồi, năm bông hả? Đây được, ở đây năm bông nha, bốn bông này, bông kia nữa. Còn không? Năm bông, có còn. Vậy là đủ một bữa ăn rồi. Đây mọi người thấy không? Nhóc Dảnh nó bứt được năm bông nha. Dạ, anh em sang bơi bên kia kiếm cái còn không? Đi dọc theo đường này có khi còn nữa nha. Còn. Hết rồi. Giá không? Cái kiếm tích. Năm bông. Đủ một bữa canh chua. Giờ vừa tắm vừa đi kiếm thêm một ít rau nha. Thì nhiều người hỏi Sang á, sao đi sinh tồn hay dắt mấy đứa nhóc theo để quay video cùng với Sang. Thật ra thì mọi người cũng biết là quay một cái video sinh tồn á rất là cực luôn. Đầu tiên là Sang đa phần là không mang gì theo hết cả. Đi vào trong đó chưa chắc là mình đã kiếm được đồ ăn hoặc là kiếm được cá hoặc là này kia. Có thể là nhịn đói trong ngày đó. Nhưng mà mấy đứa thì nó lại ham vui mọi người. Đi này có mệt không vậy anh? Mà vui lắm. Vui lắm không? Mấy đứa thì nó khoái theo nên xin Sang cho bằng được. Nên đợt này thì có nhóc Dảnh đi theo cho nó vui ha. Giờ hai anh em đi kiếm tiếp một ít bông súng, làm một ít rau nha. Đây là toàn bộ cái thành quả mà ngày hôm nay Sang với nhóc Dảnh ở ngoài đồng cỏ kiếm được nha mọi người. Gồm có ở đây một cây sâu cá trê nè, với lại mấy con cá bóng. Thì Sang đã kẹp vô trong cây như thế này để mà một hồi mình nướng nha. Giờ cứ đặt lên sát cái bếp lửa của Sang như thế này thôi, là một hồi từ từ nó chín. Còn phía dưới đây á là một cái tô con cá chốt mà hai anh em tát được nè. Còn dưới đây thì là mấy con cá lóc mà nhóc Dảnh nó mò được trong hang á. Thì Sang đã mần sạch sẽ ra như thế này nè. Một xíu nữa thì mình sẽ làm một cái dàn sấy á, mình gác bếp. Tại vì toàn bộ cái số cá này á thì nó có rất là nhiều. Hai anh em Sang thì ăn cũng không có hết á, nên cái phần nào dư lại mình gác bếp để cho ngày mai. Với mấy con cá chốt này thì Sang sẽ làm món canh chua ha. Giờ thì bỏ vô trong chảo thôi. Rồi Dảnh cho tô nước vô cho anh, đổ hết tô luôn. Sang tận dụng những thứ có sẵn ngoài đồng mọi người. Thì hái được ở đây một ít lá chua ở ngoài cái đồng cỏ này nè. Thì cái lá này nấu ăn được nha, lá giấm á mọi người, bỏ vô trong nồi để mà là tạo cái vị độ chua cho cái nồi canh chua của mình luôn. Rồi tiếp theo là Dảnh cào xuống hết cho anh, cho cái hết cái phần bông súng này với lại lục bình của mình hái được ngày hôm nay á vào trong nồi canh chua. Vậy là xong nha. Thì Sang cũng đã chuẩn bị xong cái bữa ăn tối của mình rồi nha mọi người. Gồm có ở đây một ít cá nướng và là một ít cá nấu canh chua nè. Và một nồi cơm nha. Thật ra thì đợt này Sang nói với mọi người là Sang với nhóc Dảnh đi sinh tồn ngoài đồng cỏ này. Nhưng mà nhóc Dảnh này thì nó còn nhỏ quá nên không thể nào mà không nấu cơm được.
sang mang thêm một ít gạo để mà mình nấu cơm cho nhóc Dảnh ăn. Chủ yếu là cái nguyên liệu mà mình nấu cơm á thì mình sẽ phải tự kiếm ở ngoài đồng cỏ, nên mọi người cũng thông cảm cho Sang ha, không thể nào mà giống như là một mình được. Thôi ăn đi Dảnh ơi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì có như vậy thôi, nhưng mà như vậy là ngon quá rồi. Giờ mình chan cái canh vào cơm nha. Đây, Sang mời cả mọi người ăn cơm với Sang nha. Ngon quá. Con cá mà hôm nay hai anh em bắt á, cá chốt mọi người, thì con nào cũng có trứng hết cả, ăn toàn trứng thôi. Cá mình bắt mà. Đây là con cá bóng nha. Đây là con cá bóng đó mọi người, nhóc Dảnh nó mò được trong hang á. Giờ sẽ mời mọi người ăn với Sang cá nướng nha. Cá nướng thì trước giờ Sang với mọi người mình cũng ăn nhiều rồi phải không, nhưng mà mình đi sinh tồn kiểu này, mình cầm cái con cá nướng mình ăn mới thấy nó ngon. Ăn như nhóc Dảnh kìa. Thịt cá bóng này thơm ha. Ngon cá lóc á. Sang với nhóc Dảnh vừa mới ăn cơm xong nha mọi người. Lay hoay đó bây giờ là 8 giờ tối. Hai anh em thì vừa mới chặt đây được một ít cây, làm một cái giàn để mình xấy cá nha. Đây là mấy con cá mà khi sáng hai anh em Sang đi tắt mương được á. Được ở đây dư ra 6 con cá lóc. Tại vì ngày hôm nay là bắt được khá nhiều cá, một phần nướng, một phần nấu canh chua. Còn mấy con này dư lại thì để dành, tại vì Sang với nhóc Dảnh còn ở ngoài đây tận tới 2 ngày nữa hả Dảnh? Giờ thì lên ngủ rồi Dảnh ơi. Giờ thì cũng khuya khuya rồi, 8 giờ tối rồi. Tối nay thì hai anh em quyết định là không có đi soi mà ngủ sớm một bữa. Tại vì ngày hôm qua thì hai anh em dầm mưa đi soi á, cũng khá mệt rồi. Nên giờ thì tắt cái điện thoại, anh em Sang nằm xuống đây ngủ ha. Và là canh cho cái con cá này nó chín. Sáng mai có cái phần ăn sáng nha.